10 thực phẩm gây ung thư cần tránh xa nếu không muốn cái chết trẻ trước 30 tuổi. Ung thư tác động đến tất cả chúng ta theo cách này hay cách khác. Cho dù đó là chính bản thân bạn đang mắc bệnh, hay đó là một người thân trong gia đình bạn đang chiến đấu chống lại căn bệnh chết người. Ngay cả phương pháp điều trị ung thư cũng gây ra những tàn phá cơ thể, ảnh hưởng nặng nề đến sức lực và tinh thần của tất cả mọi người. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng. Bởi vậy, những gì tốt nhất chúng ta có thể làm đầu tiên để phòng tránh khả năng mắc bệnh ung thư đó là tránh xa những thực phẩm này càng sớm càng tốt. Dưới đây là 10 thực phẩm gây ung thư hàng đầu mà nhà thuốc tổng hợp lại để chia sẻ đến cho các bạn. Đứng đầu trong danh sách thực phẩm gây ung thư đó là khoai tây chiên. Khoai tây chiên là một món ăn rất được nhiều người ưa chuộng, không quá xa lạ đối với các bạn trẻ, đặc biệt là đối với trẻ em. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã khuyến cáo người dân nên cắt giảm các loại thực phẩm có chứa acrylamid, ví dụ như trong khoai tây chiên, vì đây là một chất có thể gây ung thư đứng thứ nhất trên thế giới. Acrylamid được hình thành khi khoai tây chiên ở nhiệt độ cao. Vì vậy, khi bạn chiên khoai, không nên để khoai cháy sang thành màu nâu, hoặc không nên lưu trữ trong tủ lạnh quá lâu, vì như vậy có thể làm tăng số lượng acrylamid khi được chiên lên, một chất rất độc cho cơ thể. Số 2, hạt hướng dương. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời mà hạt hướng dương mang lại cho sức khỏe con người, thì bên cạnh đó, những tác hại mà nó gây ra cũng không ít. Trong danh sách thực phẩm ảnh hưởng đến trí tuệ của con người, không thể không nhắc tới hạt hướng dương. Chất béo tích tụ trong gan sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan thận, làm cho các hiện tượng như gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan, thậm chí là ung thư gan. Thứ 3, thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng. Ngày nay, nhiều loài thực phẩm của chúng ta bắt nguồn từ những loại cây trồng biến đổi gen nhằm tăng năng suất và giảm khả năng sâu bệnh. Tuy nhiên, trong đó chứa nhiều thành phần gây tổn hại đến sức khỏe của con người mà các nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy. 4. Bắp rang bơ quay lò vi sóng. Bỗng ngô là một món ăn vặt mà nhiều người thích ăn. Để tránh việc đảm bảo vệ sinh khi mua bỗng ngô ở ngoài đường, mọi người thường thích nổ bỗng ngô ở nhà bằng lò vi sóng. Trong một thời gian dài, khói từ lò vi sóng trong bỗng ngô có thể khiến bạn bị ung thư phổi. Ngoài ra, có một lớp hóa chất trong lớp chống dính bên trong túi phân hủy thành hợp chất axit trong quá trình nổ bỗng ngô bên trong lò vi sóng. 5. Nước ngọt. Một nghiên cứu gần đây của Mỹ về việc uống nước ngọt thường xuyên sẽ gây ra các bệnh ung thư và có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với những người không uống. Tiêu thụ một lượng đường lớn trong nước ngọt có ga sẽ khiến cho lượng đường trong máu bạn tăng vọt, dẫn đến tình trạng viêm và kháng insulin. Lượng insulin liên tục tăng cao tạo ra môi trường cho ung thư màng tử cung phát triển. Bên cạnh đó, nước ngọt dễ dẫn đến béo phì. Chứng bệnh này gắn liền với nguy cơ như ung thư trực tràng, ung thư vú sau mãn kinh, ung thư thực quản, nội mạc tử cung, thận, tuyến tụy, túi mật và buồng trứng. 6. Thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn bao gồm đồ ăn nhanh, xúc xích, thịt xông khói, cá hộp, thịt nguội, v.v. Những loại thịt này có chứa rất nhiều muối và một số chất bảo quản cùng các hóa chất khác. Khi ăn thịt hun khói, bạn có khả năng bị ung thư bởi các hydrocarbon thơm đa vòng gây ung thư. Giống như khi bạn hút thuốc lá, nó rất ảnh hưởng đến gan, phổi của bạn nếu như dùng thường xuyên. 7. Thực phẩm đóng hộp. Không quá xa lạ với mọi người vì mức độ nhanh, đỡ tốn thời gian nên nhiều người lựa chọn đến những thực phẩm đóng hộp có sẵn như mì gói, mứt, kẹo lên men, v.v. Ai cũng nghĩ thực phẩm đóng hộp là an toàn và vệ sinh thì hãy nghĩ lại nhé. Bởi vì hầu hết các hộp vỏ đều chứa chất BAB, một chất gây ung thư. Theo trang y tế, ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ BAB thì cơ thể có nguy cơ mắc bệnh như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và nhiều chứng rối loạn khác. 8. Đường hóa học.
Có lẽ bạn nghĩ rằng nên bỏ đường tinh luyện thay vào đó để làm chất ngọt nhân tạo sẽ giúp bạn tránh được các tế bào gây ung thư. Nhưng theo Viện Ung thư Quốc gia, việc sử dụng đường hóa học đã được chứng minh là nó có thể gây ung thư ở người. 9. Dầu hydro hóa. Các loại dầu hydro hóa là các loại dầu được chiết xuất từ thực vật qua quá trình hóa học. Những loại dầu này chứa hàm lượng axit béo omega 6 rất cao. Những axit béo chuyển hóa thành những nguyên nhân gây tăng nguy cơ bệnh tim và một số bệnh ung thư như ung thư da, ung thư tuyến tụy và ung thư trực tràng. 10. Bột ngọt. Theo nghiên cứu, mỗi người không được dùng quá 6 gram bột ngọt trên một ngày. Khi ăn quá nhiều bột nêm, nồng độ glutamon sẽ tăng cao, khiến cơ thể bạn tích tụ được nhiều canxi, magie, gây ra chứng đau đầu, dễ quên, tim đập nhanh và buồn nôn. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều mì chính cũng ảnh hưởng xấu đến hệ sinh sản của con người. Nó có thể gây vô sinh ở nam giới. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến hệ tim mạch và hệ thần kinh của bạn khi ăn quá nhiều bột ngọt trong một ngày. Hy vọng video trên sẽ giúp ích được các bạn để phòng chống căn bệnh ung thư. Hãy comment với video để được chúng tôi tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho bạn. Hãy like, share để cho mọi người cùng biết và đừng quên đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật thông tin sức khỏe mỗi ngày mới nhất trên kênh. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên YouTube kênh Nhà Thuốc Mỹ Kim chuyên đề về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn nhấn vào nút đăng ký phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên fanpage Nhà Thuốc Mỹ Kim.